đó sao không còn ai, không ai chạy hay còn đứng hết trơn vậy ta? Trời ơi, trời ơi, này lớn nè, cháy lớn nè, chết rồi, này là lớn đó nha. Trời ơi, nổ điện kìa, không biết sao. Trời ơi, điện nổ, có gì mình mới đéo sao con nó nổ không? Vậy mà bên đó sao còn im rồi, không ai biết. Trời ơi, mấy chiếc xe này không chịu dắt ra. Trời ơi, coi cho nguyên cái dưới sông này không ai nên đứng yên hết trơn, không chạy. Sao làm, kiểu này làm gì mà làm. Nó cháy luôn luôn luôn. Coi cái bà vẫn không ra, cháu đi từ 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 kìa. Trời ơi, con cháy luôn kìa. Con bà vẫn không ra, cháu đi từ 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 kìa. Xe ông ta đó giờ đẩy xong á. Con ta đó rồi, dẫn ra. Ôi nóng quá tới đây luôn kìa. Ôi nóng quá. Trời ơi, con gà lội dưới kìa. Trời ơi, chết người ta rồi kiểu này. Đâu á, cháy thì người ta chạy ra được hết. Ai đâu chạy. Còn không thì nhảy xong. Chết người ta rồi kiểu này. Còn nóng mà tới bên đây luôn trời. Quên cái gì, bệnh cá đóng. Bà già. Coi mấy bà đó kìa. Như mấy bà đứng dưới sông tôi thấy tỉnh bơ kìa. Không ổn, con chạy rồi đứng làm gì chạy. Trời ơi, coi dưới mình đây mình. Bà già làm gì trời. Bệnh nóng lắm á, bởi sợ mất mấy cái gì á. Cái thằng cha đó kìa kìa, còn đứng yên vậy hả? Đây, người ta sáng qua, cái gì á, đá bệnh. Ta nói chuyện không được, tôi thở, nói yên. Chết rồi, tôi này bị... Không có hay gì, bả phải đi, đi chở nó nổ, nó văng làm sao? Ô, cái này là phan banh nữa rồi. Mẹ nó hết rồi. Mày cái chạy gì trên kia, nó chạy. Không biết mấy ông công an có điện chưa? Tiền của cái lồn què đi hết rồi. Kiểu này là sao cứu nổi. Kiểu này là cho trái rồi lan qua nhà ta luôn chứ cứu gì nữa. Ở nhà anh đây là gói hết trơn rồi. Nhà anh đây là ta gom đồ luôn rồi đó. Trời ơi, xa về chưa gì á, rơm làm gì? Trời, nóng điện thoại quá rồi. Điện thoại mày nóng không? Không. Cái hơi nóng mà áp quá phải đầy rồi. Nóng quá. Cháy điện thoại ốc nội. Cái nhà chợ bên kia kìa. À, chiếc nồ đó không ai ấy luôn. Đó, lan qua rồi kìa. Trời ơi, người ta không chạy đi trời. Nô sao chạy? Nô của ai ta bỏ luôn. Nô giờ kinh đẩy xong đi. Ờ, ấy không còn ai cứu được. Lan tới đây luôn nè, mấy người ở đây. Hết rồi, chỗ này cháy luôn đây luôn rồi. Hơn gió còn bên kia, dù bên đây chết đây luôn rồi. Đây cháy luôn rồi. Sống ghê chứ. Ồ, kìa không? Á, à, thấy ghê không? À, có chiếc xe đó, nó nổ nè. Xe đó ta đẩy xong luôn á. Quá nóng rồi, tài ơi. Nóng quá. Nó nổ quá anh chị. Chết chiếc xe rồi. Bơi qua, bơi qua, đẩy xe xuống mương, kéo điện chi. Kè con lòn vô rồi. Đẩy xuống mương. Ồ, gió qua bên đây rồi. Mấy nhà bên đây là ta dọn đồ hết luôn á. Quay dữ đứng nhìn trời, cái cây gì qua nhà anh ta luôn tới vậy. Không. Nãy cũng ôi ôi mà. Này mới phát mà báo liền. Nãy giờ nghe đùng đùng rồi đâu biết. Nãy giờ tưởng đâu người ta làm cái gì.
chết tới mấy cái nhà ở đây rồi, nhà ở đây rồi, nãy giờ phải dọn đồ mới được. Má, được hút cả mùa chứ. Con đây trái lại. Cứu quả tới rồi, tới giờ mới nghe cứu quả rồi. Cứu quả này ông nội, cứu của ông nội nữa. Xịt trước mấy cái nhà này nè. Cháu qua làng thôi chứ nè, đâu lâu xịt chưa được. Đi xịt vô nóng quá. Ừ. Đó, tôi xe cứu quả đó. Ừ. Ghê quá. Bà đi vô. Chết, mấy bà chết chợ nữa. Mặt mấy nhà đây nữa. Đó rồi. Cái nhà kế bên nè mới ghê nè. Sao không? Mấy cái nhà đó vậy kia sao ta? Vợ bển đâu thấy đường đâu, khói không à. Ta chạy mẹ nó hết rồi. Có nhiều người ta để ra mà đi đâu sao ở đó đâu. Vậy mà phút đó không có gì ta. Trời, gió xuống không à, mấy cái nhà dưới này nguy hiểm quá. Tôn mà nó cũng cháy rèo rào rào ha. Tôn mà nó cháy luôn. Tôi sắt rồi lại có sơn. Sơn nó thích luôn.